Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình bàn cờ quân sự thế giới cũng như là những gì đang diễn ra tại Ukraine và Trung Đông, Đông Bắc Á ngày hôm nay. Về bàn cờ quân sự thế giới thì đang có một sự thay đổi về chính quyền Mỹ thôi. Và đương nhiên kể từ khi ông Trump có tin là đắc cử thì chúng ta thấy là đồng minh của Mỹ đang rung lắc rất là mạnh. Kẻ khóc người cười thì cũng đã quá rõ rồi, đúng không? Nhưng mà càng ngày thì cái chính quyền mới của Mỹ được hình thành lên ấy, nó càng tạo ra một mối lo ngại dành cho Ukraine và NATO. Vì ông Donald Trump đang muốn thành lập lên một đội ngũ ủng hộ cho quan điểm của Donald Trump là nước Mỹ là trên hết. Thế đường lối của ông Donald Trump nước Mỹ là trên hết như vậy, một cách rõ ràng hơn, thì nó càng gây áp lực lớn cho đồng minh của Mỹ ở tại châu Âu. Tuy bị áp lực đến từ đồng minh của Mỹ nhưng châu Âu cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay của Mỹ trong giai đoạn hiện tại được. Vì ở tại châu Âu ngày hôm nay chi phối an ninh quân sự chính vẫn là Hoa Kỳ. Và các nhà lãnh đạo tại châu Âu thì chúng ta cũng biết là lực lượng CIA của Mỹ cũng đang bám sát tới từng nhà lãnh đạo một ở tại châu Âu. Họ chưa thể thoát ra ngay cái bàn tay của nước Mỹ nhưng đây là cơ hội. Có thể nói đây là cơ hội. Cơ hội để châu Âu sẽ giải phóng ra khỏi bàn tay của nước Mỹ thông qua Ukraine nhờ vào nước Nga. Thế thì với chính quyền Donald Trump như bây giờ thì cũng khiến cho chính quyền Joe Biden đang phải chạy đua trên con đường hỗ trợ cho Ukraine. Và chính quyền Joe Biden chỉ còn thời hạn là hơn 2 tháng nữa. Nhưng trong ngày hôm qua đã có một lời tuyên bố là chúng tôi sẽ tăng cường viện trợ cho Ukraine. Tăng cường viện trợ cho Ukraine nhưng mà thực tế thì làm gì còn thông qua được gói viện trợ nào nữa. Chính quyền Joe Biden bây giờ không thể thông qua được bất kỳ một gói viện trợ nào nữa. Với gói viện trợ 6 tỷ đô còn chưa chắc đã trọn vẹn chuyển sang cho Ukraine cơ. Chứ chưa đừng nói rằng là tăng cường viện trợ. Ông Lincoln cũng kêu gọi là chúng ta sẽ cần phải nhanh chóng viện trợ nhiều hơn nữa cho Ukraine thì đang kêu gọi đồng minh của Mỹ thôi. Thế nhưng mà ông Lincoln cũng thừa biết nếu như châu Âu có đủ đạn dược và khí tài thì chắc chắn đã chuyển giao cho Ukraine trong suốt gần 3 năm qua rồi. Chứ không phải chờ đợi cho đến ngày hôm nay mới xả kho ra để chuyển giao cho Ukraine nữa. Không phải cần phải chờ đợi đến ngày hôm nay nữa. Còn Ukraine thì chúng ta đang phải đối diện với cái lực lượng của Liên bang Nga đang dàn trận đánh lớn trên toàn chiến tuyến. Nhìn vào những cái điểm lớn trên chiến tuyến ngày hôm nay là Donbass, Kharkov và khu vực Kut đấy. Khu vực Kut nhận mệnh lệnh rút lui nhưng chưa rút được. Kharkov thì Nga đang tiếp tục giải phóng thêm một số ngôi làng. Và Kupiang, lực lượng Ukraine ở hướng Kupiang ấy, thì đang bị bao vây tới 15.000 binh sĩ. Mà khả năng viện binh cho khu vực Kharkov và Donbass gần như là không có. Vì Ukraine đang phải dồn viện binh, lực lượng tinh nhuệ về mặt trận Sumy để chơi tất tay với Nga. Canh bạc diễn ra tại Kut. Canh bạc ở tại Kut đang biến Sumy trở thành nghĩa địa vũ trang và nguồn nhân lực của phương Tây tập thể. Và giúp cho Nga hiệu quả trong cuộc chiến tranh tiêu hao hiện tại bây giờ. Còn trên đấu trường quốc tế chúng ta đều biết là BRICS đang là một đối trọng rất lớn và vượt phương Tây tập thể và vượt xa G7 rồi. Nó đang thực sự là một đối trọng và là trung tâm thúc đẩy phát triển kinh tế trên thế giới và thậm chí là cả an ninh trên thế giới. Đồng minh của Mỹ cũng đang muốn gia nhập BRICS, trong đó đáng chú ý là Thổ Nhĩ Kỳ. Và ngày hôm nay Thổ Nhĩ Kỳ thì nhận được lời đề nghị trở thành đối tác của BRICS. Nhận được lời đề nghị trở thành đối tác của BRICS. Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được lời đề nghị trở thành quốc gia đối tác của BRICS. Bộ trưởng Quốc phòng Thương mại, Bộ trưởng Thương mại, Bộ Thương mại của Cộng hòa đó là cho biết trong một cuộc phỏng vấn báo chí này, ông nói rằng là Thổ Nhĩ Kỳ đã được đề nghị trở thành quốc gia đối tác trong BRICS. Đây là một quá trình chuyển tiếp. Ông lưu ý rằng là việc tham gia hiệp hội sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho nước Cộng hòa vì nó sẽ cho phép hợp tác với tất cả các nền tảng toàn cầu quan trọng nhất. Đây là một tín hiệu chúng ta thấy vết dầu loang của BRICS đang lan rộng tới đối tác của Hoa Kỳ, tới đồng minh của nước Mỹ. Và BRICS càng trở thành trọng tâm mới, trung tâm quyền lực mới thì càng khiến cho Hoa Kỳ bị suy yếu hơn nữa trên vũ đài quốc tế và càng dễ dàng để thúc đẩy một thế giới đa cực và tạo ra mối lâm nguy cho đồng minh của Hoa Kỳ cả Á và Âu.
Đồng minh của Mỹ ngày hôm nay cũng phải đi trên con đường tự cứu nguy của mình bằng cách là tăng cường nhập khẩu năng lượng đến từ Nga. Vì bắt buộc phải tự cứu chính mình thôi, chứ làm sao mà Hoa Kỳ có thể cứu được. Ví dụ như Nhật Bản ấy, đang tăng cường nhập khẩu khí đốt và năng lượng đến từ Liên bang Nga. Trong khi đó thì đại sứ của Nga ở tại Liên Hợp Quốc quy tội cho Mỹ và Israel về cái chết của hơn 43.000 người ở tại giải Gaza ngày hôm nay. Israel đã thực sự là một lực lượng phiến quân khủng bố ở tại Trung Đông và gây ra nạn diệt chủng ở tại giải Gaza, và đang tiếp nối gây ra nạn diệt chủng ở tại Lebanon nữa. Thế giới đã lên án, Liên Hợp Quốc lên án, nhưng mà Israel không coi luật pháp quốc tế ra cái gì, và không coi Liên Hợp Quốc ra cái gì cả. Israel là một cái hình tượng rõ nhất cho chúng ta thấy về bản chất đạo đức giả của Hoa Kỳ, về cách thức mà Hoa Kỳ thúc đẩy dân chủ, nhân quyền, hòa bình trên thế giới, là bằng những cái thảm họa nhân đạo của cả nhân loại. Và chính cái hình tượng và những bức tranh diễn ra tại Trung Đông ngày hôm nay, nó càng thúc đẩy Đông và Nam bán cầu cần phải đoàn kết để xây dựng một thế giới đa cực. Washington cùng với lại Tây ra Jerusalem ấy, phải chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 43.000 người Palestine từ khi bắt đầu leo thang xung đột Palestine-Israel. Đại diện thường trực Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, ông đó là Novenia, tuyên bố trong hơn một năm nay kể từ sự kiện bi thảm ngày 7 tháng 10 năm 2023, Washington này, nước vẫn đang dung túng Israel trong việc cùng với lại Tây Jerusalem ấy, phải chia sẻ trách nhiệm về cái chết của hơn 43.000 người dân thường ở Palestine, kể từ việc Mỹ đều đặn cung cấp vũ khí cho khu vực này, cho đến hậu quả khiến người dân chết vì đói và dịch bệnh. Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng là nếu Israel thực sự sẵn sàng đi đến thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin, thì họ đã đồng ý từ lâu và sẽ không đưa ra các điều kiện mới. Các đồng nghiệp Mỹ đã cố tình dắt mũi tất cả chúng ta này, câu giờ để Israel thực hiện kế hoạch tiêu diệt càng nhiều người Palestine càng tốt ở giải Gaza và biến vùng lãnh thổ này thành một khu vực hoàn toàn không thể sinh sống. Israel vẫn tiếp tục ném bom giải thảm vào giải Gaza và tới 80-90% cơ sở hạ tầng ở tại giải Gaza đã bị phá hủy. Và bây giờ đang nguy cơ với cái chết hàng loạt của dân thường liên quan đến nạn đói và dịch bệnh, khi mà không có sự hỗ trợ kịp thời tại nơi đây. Đây là tội ác mà lực lượng Israel đang gây ra, có sự dung túng của Hoa Kỳ và đồng minh chư hầu của Mỹ. Thế để rồi họ vẫn cứ hô hào về dân chủ, nhân quyền, hòa bình trên thế giới. Điều này chúng ta phải khẳng định với nhau, đó là lời hô hào dối trá, đạo đức giả của bầy đàn phương Tây thôi. Nga cáo buộc chính quyền Mỹ luôn tìm cách để làm suy yếu Liên bang Nga. Đây là truyền thống của nước Mỹ với bất kỳ quốc gia nào mà lớn mạnh hơn Nga, độc lập, lớn mạnh hơn Mỹ và độc lập ra khỏi Mỹ và không chịu chi phối bởi Mỹ. Thì Hoa Kỳ luôn từng chính sách kìm kẹp để khiến cho những quốc gia đấy bị suy yếu, thậm chí là có chiến tranh, xung đột nội bộ với nhau. Bất kỳ chính quyền Mỹ nào cũng muốn một nước Nga yếu hơn và tìm cách đè bẹp ấy. Như một đối thủ này, Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố về các mục tiêu mà tất cả chính quyền Mỹ đều chia sẻ họ được hưởng lợi từ việc làm suy yếu Nga và ảnh hưởng của nước này từ việc làm suy yếu thế giới Nga. Ông Lavrov lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo, trích đoạn được phát sóng trên truyền hình của Nga, lý do là cuối cùng tất cả đều liên quan đến mong muốn của Washington đè bẹp Nga như một đối thủ. Ông chỉ ra rằng là người Mỹ lâu nay tuyên bố ý tưởng rằng là không nước nào trên thế giới có ảnh hưởng lớn hơn Mỹ. Mọi chuyện là thế này. Tuy nhiên điều đáng nói là thái độ của họ đối với tiếng Nga vốn liên quan đến một trong những nhân quyền quan trọng nhất. Theo ông thì không ai trong số những người thuộc phe Cộng Hòa được cho là đưa ra những ý tưởng đột phá về cách chấm dứt xung đột Ukraine, đề cập đến sự cần thiết phải khôi phục quyền của người dân Ukraine nói tiếng Nga, học để dạy để và nhận
thông tin bằng tiếng Nga. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng là Moscow đã nhiều lần giải thích lập trường của họ. Không một kiến trúc sư phương Tây nào của cái gọi là giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine chú ý đến vấn đề này, ông Lavrov nói. Với chính sách thù địch như hiện nay, thì Nga càng phải kiên quyết đạt được mục tiêu của mình ở tại Ukraine không chỉ là phi quân sự, phi phát xít, mà là thống nhất dân tộc. Vậy là chính quyền Donald Trump hay là chính quyền Joe Biden thì vẫn phải đi theo cái chiến lược này, không thể thay đổi được. Đây mới là bản chất thực sự của nước Mỹ. Bởi vì họ cần phải đi theo trong cái chiến lược này thì mới có thể nắm bá quyền trên toàn cầu được chứ. Đúng không? Trong khi đó trên chiến trường Ukraine ngày hôm nay nó đang được coi là chìa khóa then chốt quyết định vị thế của Mỹ cũng như là thế giới đa cực. Thì tình hình ở tại Ukraine chúng ta thấy là ngày càng trở lên bết bát, khó khăn và phương Tây không thấy ánh sáng cuối căn đường hầm. Lực lượng vũ trang Ukraine và chính quyền ông Zelensky cũng chưa tìm kiếm được ánh sáng ở cuối căn đường hầm. Nga tiến nhanh chưa từng có để phòng tuyến Donbass của Ukraine trên đà của sự sụp đổ. Toàn bộ phòng tuyến không chỉ ở Donbass, Kharkov và cả Sumy cũng trên đà sụp đổ. Phòng tuyến về hệ thống phòng không cũng đã sụp đổ rồi chứ không phải trên đà sụp đổ không nữa. Mặt trận miền đông chứng kiến đà tiến dồn dập của Nga khiến Ukraine chật vật tìm cách để ngăn chặn nó. Tờ Financial Times dẫn nguồn tin từ các quan chức Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tiến vào Donbass nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi xung đột leo thang, và Kiev cho biết là hệ thống phòng thủ của họ đang có nguy cơ sụp đổ do thiếu hụt đó là nhân lực. Các quan chức quân sự Ukraine cũng như là các chuyên gia quốc tế dự đoán cuộc xung đột sẽ bước vào giai đoạn quan trọng trong những tháng tới, vì cả hai bên đều cố gắng tạo thêm lợi thế vào lãnh thổ trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Đây là điều cần thiết vì ông Donald Trump nhiều lần tuyên bố sẽ tìm ra giải pháp khép lại chiến sự, và nếu kịch bản đàm phán xảy ra, bên nào có ưu thế hơn sẽ đạt được những điều khoản tốt hơn. Theo tờ Financial Times thì một trận chiến then chốt cũng đang hình thành ở vùng Kut của Nga. Tại một số khu vực mà Ukraine đã đột kích và kiểm soát vào tháng 8, Ukraine đã triển khai một số đơn vị tinh nhuệ và vũ khí hàng đầu tới mặt trận này để giữ ưu thế lãnh thổ, trong khi Nga tuyên bố đã chặn được đà tiến của Nga ở khu vực Sumy đấy. Riêng ở mặt trận Sumy và Kut thì Ukraine đang nỗ lực cố gắng đột kích nhằm giải vây cho mặt trận Kut để tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ nơi đây. Gần đây Ukraine đã có động thái là rút quân và tuyên bố rằng họ đã thành công trong việc ngăn chặn Nga tiến công ở Sumy. Nhưng vô tình lời tuyên bố đó nó sẽ tạo động lực và tạo cái cớ để Nga bước vào Sumy. Đến ngày hôm nay chúng ta lại càng thấy rất rõ Nga tiến vào Sumy giải phóng Donbass, trưng cầu dân ý ở nơi đây. Giải phóng Kharkov và trưng cầu dân ý ở nơi đây. Cái tiến trình của chiến dịch hiện tại nó là như vậy. Còn Bộ Ngoại giao Nga thì chia sẻ rằng là UNESCO phớt lờ dữ liệu về tội ác chống các nhà báo của Nga của Kiev. Và phương Tây tập thể cũng phớt lờ tội ác của chính quyền ông Zelensky khi mà Nga đã trình bày trước đó là Liên Hợp Quốc. Ban thư ký UNESCO đã phớt lờ thông tin được Nga chính thức truyền đi về tội ác của Kiev đối với các nhà báo của Nga. Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Zakova cho biết. Bà Zakova cho biết trong một cuộc họp báo, ban thư ký UNESCO đã cố tình bỏ qua thông tin đáng tin cậy được phía Nga chính thức truyền tải về việc trả thù các nhà báo nước này. Trước đó, đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, tại Geneva, cũng đã lưu ý rằng là kể từ 2004, các nhà báo của Nga đã bị cái chế độ Kiev hạ sát. Nhưng mà bản thân UNESCO cũng như là các quan chức phương Tây và đặc biệt các tổ chức tự do báo chí hoàn toàn im thin thít. Bởi mục tiêu các tổ chức mang tên Quy tê được thành lập lên là để làm công cụ tuyên truyền cho Mỹ và chống lại những quốc gia mà không nghe theo Mỹ. Mục tiêu của nó là như thế, chứ không phải mục tiêu để bảo vệ nền tự do báo chí
không phải mục tiêu để bảo vệ gì ạ? Bảo vệ dân chủ, nhân quyền và tiếng nói người dân trên thế giới. Mục tiêu duy nhất để bảo vệ quyền uy của nước Mỹ thôi. Còn Ngoại trưởng Nga nêu điều gì, Nga nêu điều gì nên mong đợi ở tân chính phủ Mỹ và vấn đề về Ukraine ngày hôm nay? Nên mong đợi điều gì từ chính quyền ông Donald Trump? Với sự lên ngôi của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Washington sẽ tiếp tục cố gắng kiểm soát tình hình xung quanh Ukraine và sẽ tiếp tục nỗ lực làm suy yếu nước Nga, bỏ qua nhu cầu đảm bảo quyền lợi của nhân dân Nga, Ngoại trưởng Lavrov chia sẻ. Thái độ cơ bản của Washington đối với các vấn đề của Ukraine đối với các vấn đề của châu Âu sẽ không thay đổi, theo nghĩa là Washington sẽ luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ xảy ra trong không gian của NATO. Và tất nhiên là trong chính không gian của NATO này, Liên minh châu Âu bây giờ đã giống NATO về mặt quân sự chính trị, ông Lavrov trả lời. Đây sẽ là con đường không thay đổi dù ông Donald Trump đã tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột ở tại Ukraine trong vòng 24 giờ. Nhưng người ta thấy đây chỉ là lời tuyên bố sáo rỗng, quăng lựu đạn, chứ không thể giải quyết được. Nhưng dù gì thì nó có tín hiệu mang lại hòa bình ở tại Ukraine và gây bất lợi cho tinh thần lực lượng vũ trang Ukraine. Tất cả đều giống như những gì đang được đề xuất ngay cả bởi những người mà họ đang cố gắng tưởng tượng thay đổi hoàn toàn quan điểm của mình và muốn chấm dứt đó chiến tranh. Họ vẫn nói hãy ngừng bắn để theo chiến tuyến trong 10 năm rồi chúng ta sẽ thấy. Nhưng đây cũng chính là những thỏa thuận min trong gói mới, thậm chí còn tệ hơn các thỏa thuận min là cuối cùng. Giá như có ai đó quan tâm thì đều hiểu rằng điều này chính là như vậy. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga lưu ý khi đó đang đề cập về vấn đề nhỏ tại Donbass, mọi thứ đã sụp đổ này, rất là về vấn đề Zelensky. Và trước đó đã có những cái dứt khoát không muốn trao cho những cái gì mà đặc quyền dành cho Ukraine. Vậy là ngày hôm nay dù là chính quyền ông Donald Trump hay Joe Biden thì họ vẫn sẽ phải quan tâm tới không gian của NATO, vẫn phải quan tâm tới quyền bá chủ nước Mỹ, chứ không thể thay đổi theo chiều hướng khác được. Vậy thì Nga đâu có kỳ vọng gì khi mà chính quyền mới có thể dỡ bỏ lệnh cấm vận và nhanh chóng chấm dứt xung đột tại Ukraine được. Vì những cái điều kiện mà Liên bang Nga đưa ra, chắc chắn ông Donald Trump sẽ không chấp nhận. Chắc chắn không chấp nhận. Cho nên là Nga sẽ sử dụng cút làm một cái quân bài khiến cho Donald Trump khó chịu, tức giận. Khó chịu và tức giận về vấn đề Ukraine. Và lúc đó chỉ một lời tuyên bố dừng viện trợ thôi, Nga sẽ thực hiện đòn tổng tiến công. Trong khi đó thì Ba Lan hé lộ mục đích thực sự của căn cứ tên lửa Mỹ gần Nga ngày hôm nay. Tức là Mỹ đang bắt đầu đẩy mạnh về căn cứ quân sự ở tại đó là Ba Lan, cùng với một loạt lá chắn phòng thủ nơi đấy. Căn cứ phòng thủ tên lửa gần Nga không phải để đánh chặn tên lửa đạn đạo từ Iran, mà là để đưa Ba Lan vào vùng ảnh hưởng của Mỹ. Tổng thống Ba Lan cho biết Mỹ và Ba Lan đã khai trương căn cứ phòng không mới ở miền Bắc Ba Lan, trong bối cảnh Ba Lan tìm cách trấn an người dân rằng NATO sẽ đảm bảo an ninh cho họ. Những gì diễn ra tại Ukraine ngày hôm nay, cả châu Âu không thể tin tưởng vào Ba Lan vào NATO được nữa, vào Mỹ được nữa. Nằm ở một thị trấn gần biển Baltic, căn cứ này bắt đầu được xây dựng từ năm 2000 và chỉ cách vùng đất Kaliningrad của Nga chưa đầy 160 km, nơi Moscow có sự hiện diện quân sự hùng mạnh nằm giữa các thành viên NATO và Ba Lan cùng với lại Lithuania đấy. Phải mất một thời gian này, nhưng việc xây dựng căn cứ này chứng tỏ quyết tâm địa chiến lược của Mỹ liên minh Ba Lan. Mỹ rất mạnh, bất kể ai cầm quyền ở tại Ba Lan và Washington, Ngoại trưởng Ba Lan nói trong một video được đăng tải lên nền tảng mạng số X. Ba Lan nói rằng là căn cứ trên ấy tượng trưng cho sự vững chắc của liên minh quân sự Mỹ và Ba Lan, và càng đẩy Ba Lan trở thành chư hầu nhanh hơn của Mỹ thôi, chứ không bao giờ giúp bảo vệ cho Ba Lan ngày hôm nay được. Trong khi đó Nga nói rằng tên lửa Iskander của Nga có khả năng vô hiệu hóa căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ ở tại Ba Lan, sẽ không có gì hiệu quả tại nơi đây. Hệ thống tên lửa chiến thuật tác chiến Iskander của Nga đặt ở tỉnh Kaliningrad có thể phá hủy căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Ba Lan,
Trong trường hợp xảy ra đụng độ trực tiếp giữa Nga và các nước NATO, chuyên gia quân sự Leukov chia sẻ, đây là một sự thật mà phương Tây cũng đã nhìn thấy ở tại Ukraine, chưa nói là đến hệ thống Kinzhal. Căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ được triển khai tại Ba Lan ấy. Và một buổi lễ được khai trương giữa hai bên. Hệ thống này được cho là sẽ thực hiện vai trò đánh chặn tên lửa đạn đạo. Hiện nó đã hoàn thành nhưng việc xây dựng nó đã bị đình chỉ do ở tỉnh Kaliningrad. Chúng tôi đã triển khai hệ thống tên lửa chiến thuật tác chiến Iskander. Phạm vi bay cho phép căn cứ này hoạt động, nó sẽ bị vô hiệu hóa trong trường hợp nếu xung đột toàn cầu nổ ra bắt đầu giữa các nước NATO và với Liên bang Nga. Ngay lập tức căn cứ này sẽ bị vô hiệu hóa. Chuyên gia lưu ý là radar lắp đặt tại căn cứ của Ba Lan có khả năng phát hiện và theo dõi tới 300 mục tiêu và nhắm tới 18 tên lửa đánh chặn. Ngoài ra nó có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 1.000 km và do đó sẽ kiểm soát phần lớn lãnh thổ của châu Âu của Nga. Nhưng có một tính năng nữa này, nó sử dụng bệ phóng đa năng MK41 cho phép phòng không chỉ tên lửa chống tên lửa mà còn cả tên lửa hành trình Tomahawk. Khi chưa có thứ gì cất cánh ở đó, chúng ta có thể không biết đó là tên lửa chống tên lửa hay đó là tên lửa Tomahawk. Nhưng tất cả những điều này sẽ bị hệ thống Iskander của Nga vô hiệu hóa một cách nhanh chóng, không thể đe dọa được Liên bang Nga. Đây chỉ là trò chơi quân sự hóa để tạo ra một mặt trận tâm lý giả để đe dọa châu Âu. Và toàn bộ sườn đông NATO sẽ cam kết trung thành với lệnh Mỹ. Nhưng con đường tại Ukraine sẽ chấm dứt toàn bộ sườn đông NATO. Trong khi đó Nga tố NATO đang đùa với lửa khi cảnh báo hậu quả thảm khốc có thể xảy ra. Quan chức Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu NATO mở đường cho Ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Đây sẽ là một thảm họa đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Nếu chính quyền Kiev được phép thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ của Nga, chúng tôi sẽ coi đó tương tự với việc các quốc gia NATO tham gia vào cuộc xung đột vũ trang trực tiếp với Nga. Điều này sẽ thay đổi bản chất của cuộc xung đột, phản ứng trước việc sử dụng các hệ thống tầm xa của phương Tây để tấn công lãnh thổ của đất nước chúng tôi sẽ là điều không thể tránh khỏi và có hậu quả thảm khốc đối với họ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Nga tuyên bố. Nhà ngoại giao Nga nhắc lại thông tin do truyền thông của Anh đăng tải về việc Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp Macron có ý định thuyết phục Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Kiev sử dụng tên lửa của Mỹ tấn công sâu lãnh thổ của Nga nhằm phá hoại kế hoạch của Tổng thống Donald Trump. Nga cảnh báo kịch bản Anh đưa quân tới Ukraine này sau khi chuyển giao quyền lực, ông Johnson tiếp tục khiêu khích và kích động vì đó là hành vi duy nhất mà ông ấy có thể làm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố của bà Zava đưa ra sau khi mà cựu thủ tướng Anh tuyên bố là sẽ phải đưa quân đội của Anh đi vào để giúp cho Ukraine trong trường hợp Mỹ cắt viện trợ. Ông mô tả hỗ trợ quân sự tài chính cho Kiev là một khoản đầu tư hợp lý và có lợi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết là ưu tiên của Johnson là một trong những tiếng nói hàng đầu trong cuộc chiến trừng phạt của phương Tây chống lại Nga, và ông đã đích thân đến Ukraine để ngăn chặn tiến trình đàm phán và phá vỡ cuộc đàm phán ở tại Istanbul. Đây sẽ là hành động dẫn tới sự tấn công trực tiếp giữa Nga và Vương quốc Anh, cũng như là giữa Nga và NATO. Chúng ta đều hiểu đây đều là trò chơi tâm lý, ném đá dò đường đó. Còn Nga ngày hôm nay nếu không phải là một cường quốc quân sự và hạt nhân thì trong 3 năm qua đã suy yếu rồi. Còn ở Mỹ, so sánh thái độ của Trump với lại ông Putin và Zelensky thì như tờ The Hill của Mỹ ấy, là bất chấp mối quan hệ gượng gạo của Ukraine với chính quyền Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden, việc Donald Trump vào Nhà Trắng có thể trở thành một thử thách nghiêm trọng đối với Kiev và đồng minh. Mặc dù lệnh cấm sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Nga đã khiến Ukraine khó chịu, nhưng Trump có thể còn làm những điều tồi tệ hơn nữa. Ông ấy từ lâu đã tỏ ra có thiện cảm với ông Putin, đồng thời giữ thái độ không mấy tốt đẹp dành cho Zelensky. Và đây chính là dấu hiệu cho thấy thảm họa đối với chính quyền ông Zelensky hiện tại. Nó sẽ là một thảm họa và không có lợi cho Ukraine. Trong khi đó, Ukraine cho đến nay vẫn chưa nhận được một phần vũ khí đã hứa từ Mỹ.
khiến cho chính quyền Joe Biden càng trở nên khó khăn trong việc nỗ lực để chuyển giao. Bộ phòng Mỹ vẫn chưa chuyển giao cho Ukraine một phần vũ khí đã hứa, trong đó ở một số hạng mục số chưa chuyển chiếm tới 40%. Phần phát ngôn viên Lầu Năm Góc chia sẻ đấy. Tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật tài trợ bổ sung vì mục đích an ninh quốc gia, bao gồm cả viện trợ cho Ukraine từ tháng 4 đến giữa tháng 10. Bộ phòng Mỹ đã chuyển giao cho nước này số vũ khí trị giá là 3,7 tỷ USD, lấy từ đó là các kho quân sự. Và đến ngày hôm nay, những gì mà Quốc hội Mỹ thông qua vẫn chưa được chuyển giao đầy đủ cho Ukraine, mà Ukraine mới chỉ nhận được có 10%. Trong khi đó, người ta nói về cái giá Ukraine có thể phải trả để đổi lấy hòa bình khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Ukraine đang chiến đấu để giữ lại một phần lãnh thổ của Nga và mà họ đã chiếm được trong nhiều tháng. Các chuyên gia cho biết là kết quả có thể ảnh hưởng đến kế hoạch về một khu vực phi quân sự mà Donald Trump đang cân nhắc và có thể tạo ra. Cái giá mà bản thân Ukraine để đổi lấy hòa bình ở đây sẽ không bao giờ là một khu phi quân sự. Cái giá ở đây là bắt buộc phải thực hiện toàn bộ điều kiện của Liên bang Nga, của Tổng thống Putin đã đặt ra. Và cái giá này không chỉ Ukraine phải chịu, mà chính bản thân Mỹ cùng với đồng minh cũng phải chấp nhận. Tức là chấp nhận sự thất bại trước Liên bang Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin ấy. Chứ không phải đơn thuần đưa ra những điều kiện, đúng không? Để cho hai bên cùng có lợi. Mà Tổng thống Putin nói rất rõ rồi, mọi điều kiện đưa ra phải có lợi cho Nga. Không có lợi cho Nga, Nga không chấp nhận. Riêng điều đó thôi nó đã xác định được vận mệnh của Ukraine rồi. Còn một câu thề sẽ đáp trả tàn khốc nếu Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga, cũng như sẽ khiến cho NATO phải trả một cái giá rất đắt khi mà họ có những hành động đùa với lửa, gây ấn hận thù với lại Liên bang Nga. Và Liên bang Nga ngày hôm nay ngày càng hiểu rõ hơn về bản chất của Mỹ. Dù là Đảng Cộng hòa hay là Dân chủ, thì Liên bang Nga cần phải hiểu rằng họ vẫn phải thực hiện chính sách thù địch với lại Liên bang Nga thôi. Họ vẫn cứ phải tiếp tục thực hiện chính sách thù địch, không thể khác hơn được. Họ vẫn phải tìm mọi cách để làm suy yếu Liên bang Nga thôi. Đó là cách thức mà phương Tây tập thể sẽ hành động. Và nhiệm vụ của Liên bang Nga ngày hôm nay, là cần phải thu hồi được không gian an ninh cùng với đất đai của Liên bang Nga để đảm bảo hòa bình cho chính mình. Như Tổng thống Putin đã nói rằng chỉ có lãnh thổ của Nga mới bảo vệ an ninh cho Nga thôi. Vậy lãnh thổ của Nga ngày hôm nay ở đâu? Đang ở trong Ukraine đấy. Và để đảm bảo an ninh cho Nga thì Nga cần phải hành động, chứ không thể nào là buông ra được. Trong khi đó, gần 3 năm qua chúng ta thấy cuộc chiến tiêu hao đang dần tới hồi kết, với một cuộc tổng tiến công của gấu Nga hoàn toàn có thể xảy ra. Trong thời gian hơn 2 tháng tới sẽ là thời điểm bước ngoặt thay đổi rất nhiều về cán cân quyền lực trên thế giới, địa chính trị, ngoại giao và các vấn đề ở Ukraine, cũng như thay đổi bước ngoặt lớn về các quyết định của NATO và EU hỗ trợ Ukraine trong trường hợp nguy cơ Donald Trump sẽ cắt đó là viện trợ. Và việc này có thể gây ra một cái cuộc khủng hoảng lớn ở tại châu Âu trong mùa đông năm nay cũng như là mùa xuân năm sau, khi mà châu Âu các chính quyền sẽ phải tăng chi tiêu quốc phòng, đúng không? Còn Ukraine ngày hôm nay trên toàn bộ chiến tuyến, và chính quyền Ukraine cũng như lực lượng vũ trang, quân đội và dân sự thì nó đã chia 5 xẻ 7. Và bầu trời Ukraine không được bảo vệ. Việc mà Ukraine lại tiếp tục bị chia 5 xẻ 7 thì lực lượng phản chiến và phản gián ở tại Ukraine sẽ thành lập một mạng lưới sâu rộng. Và đây sẽ là dấu chấm hết cho cơ sở hậu cần và cơ sở đồn trú lính đánh thuê, cũng như là những trung tâm lãnh đạo sở chỉ huy sâu ở trong đó là chiến tuyến, cũng sẽ bị tiêu diệt bởi lực lượng mạng lưới tình báo dày đặc của Nga ở tại Ukraine. Chính là người Ukraine sẽ là cái lực lượng định vị vệ tinh để Nga thực hiện những đòn tấn công hiệu quả vào lãnh thổ của Ukraine nhằm xóa sổ những cơ sở hậu cần. F-16 vẫn chưa thể cất cánh vì nó không được đảm bảo cho bầu trời trước hỏa lực của Liên bang Nga. Và khả năng huy động binh sĩ ngày càng trở nên khó khăn, trong khi chiến trường thì đầu hàng ngày càng nhiều, đảo ngũ ngày càng nhiều. Đây có phải là thế bất lực của Ukraine và NATO không? Đây có phải là con đường sức cùng lực kiệt của Ukraine
Có vẻ là quá trình dễ chết của chính quyền ông Zelensky. Có vẻ quá trình thảm bại của Mỹ và Âu. Khi mà họ đã hụt hơi đuối sức trước các cuộc tấn công của Liên bang Nga. Khi mà đang thất bại trên hầu như tất cả các mặt trận trước Tổng thống Putin. Cho nên là phương Tây tập thể chưa thể tìm thấy con đường hầm. Chưa thể tìm thấy ánh sáng cuối con đường hầm được. Kết quả cuối cùng vẫn là vinh quang cho nước Nga và vinh quang cho thế giới đa cực. Chấm dứt toàn bộ chủ nghĩa bành trướng phương Tây. Chấm dứt chủ nghĩa đế quốc thực dân tân thuộc địa do Mỹ lãnh đạo. Và là cơ hội cho châu Âu thoát ra khỏi bàn tay của nước Mỹ. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.